Mình ngồi đây ăn luôn nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức chung với gia đình mình nha. Hôm nay được nội của em bé tặng cho một ít em bé gọt cho em bé tí nha. Chị chụp cha chiếu. Còn ba tư xe không? Con đừng gỡ ra. Thôi thôi, cô gọt trước tôi mạnh đi. Cái này là trước. Cho thấy bộ lết. Cái này là hôn lệnh. Thêm mâm mâm đi. Ủa sao lắm ta. Con ăn đi, đừng gỡ cái này ra nha. Để cho sạch đồ của mình á. Ok, hãy nói đi. Ba ba nha. Ăn một bữa đi, đừng bóc nha. Rồi, con ăn đi. Mời cả nhà dùng chung với mình nha. Wow, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Chính mà hồng được gỡ luôn đây nè. Mình thử miếng nha. Ngọt ngon quá chị luôn cả nhà. Quá giọt. Ngon hả con? Ăn lặng miếng thôi. Thơm, thơm như sợi chín nè. Để mình gọt một cái cứng á. Bớt thử cái cứng hiểu không? Chị có tên quá. Tên thôi. Thế anh chạy một cô. Thế anh đi soi ha, một cô đâu. Tụi nếu nó đòi cái cây nỉ luôn, cha nó được cái miếng nào không có chạy. Nỉ nỉ, y y coi sao. Dưới cho nó. Nó đòi cái nỉ luôn không có chạy. Mình là khác giống. Tưởng tượng như ăn xài 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 gì xài không có nhã à, lon xài keo ha chứ mà lon ha ăn một cô bé đó một con mà gì cũng có bé về đi xe vô mấy xích sao
đang mua súp. Chắc chắn có chùa đấy. Ủa, không có chùa. Cứng gì nha, ăn mới đã miệng hết cả nhà. Ăn cũng chắc ngon rồi. Nhắm nhắm nhắm. Nhắm nhắm. Cơm chắc lắm. Giảm quá. No rồi hả? Mình thấy cái vỏ nó xanh xanh mà gọt ra nó quá ngon ha. Ừ. Cái này là loại khác rồi. Nó lên thì như con ăn cũng hơi đậm. Một loại thì nó trắng hầm, còn một loại thì có vàng vàng. Con thấy ăn đàng hoàng. Em vừa bỏ cái này vô. Bên này gọt miếng mới cho con. Ui dồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
cái dạng này ngọt thanh ngọt rất hơn biết anh này bông su ma cảm thấy vui và thú vị thì hãy nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.